Hi, xin chào các bạn đã đến với Zin Tarot. Thì chủ đề của trải bài này là diễn biến công việc học tập 3 tháng tới của bạn sẽ như thế nào. Và vì đây là một trải bài chung nên mình mong mọi người hãy đón nhận thông điệp một cách cởi mở nhất nhé. Điều đầu tiên mình thấy có vẻ là thời gian đầu trong 3 tháng bạn sẽ có khoảng thời gian đứng chững lại và nhìn nhận bản thân, nhìn nhận cái công việc mà mình đang làm, liệu nó có hướng phát triển hay không, và liệu bạn có nên tiếp tục hay không, hay là bạn nên thay đổi. Nhưng mình thấy cái thời gian mà các bạn dừng lại để suy nghĩ nó cũng không có quá lâu. Và khi mà bạn đã nghĩ thông rồi, bạn đã sẵn sàng để đưa ra một cái quyết định, thì bạn sẽ bắt tay vào làm. Và cái việc này nó sẽ kết thúc rất là nhanh. Mình thấy có một sự phát triển mới, một hướng đi mới. Và cái hướng đi mới này của bạn, khi mà bạn bắt đầu thì bạn rất là nhiệt huyết làm việc. Có thể là bạn không cần phải thay đổi hoàn toàn công việc mới, nhưng mà bạn sẽ thay đổi được cái cách nhìn nhận hoặc là cái cách làm việc của các bạn, để cho công việc của các bạn hoặc là việc học tập của các bạn càng ngày càng có thể tiến xa và phát triển hơn. Và ở đây mình có bóc một số lời khuyên cho các bạn, là các bạn hãy tin tưởng vào chính bản thân của các bạn, tin tưởng vào mọi chuyện sẽ tốt, miễn là bạn có cố gắng, miễn là các bạn có đặt cái sự chú tâm của mình vào cái công việc đó. Vì vậy hãy đừng để những nỗi sợ làm cản chân của bạn. Có thể là bạn sẽ muốn thay đổi một công việc mới hoặc là một cái cách học mới, thì cứ hãy sẵn sàng mở lòng và thử nó. Miễn là bạn có cố gắng, có đặt cái công sức của các bạn vào cái công việc đó.